Xin chào các bạn, lại là tản nhiệt dành cho laptop và ở đây mình đang có hai mẫu tản nhiệt với mã là Z18 và Z18 Pro. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những sự khác biệt giữa hai con tản nhiệt này và xem con tản nhiệt nào thì sẽ phù hợp với những loại máy như thế nào. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio, đừng quên để lại một like và subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Trước tiên về nơi bán của những quà tản nhiệt này thì các bạn có thể tham khảo tại phụ kiện Pico thông qua đường link mình để phía bên dưới và mô tả của video ở các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada hay là website chính thức của phụ kiện Pico. Ngoài ra vào ngày 6 tháng 6 thì ở phụ kiện Pico cũng sẽ có những điều giảm giá để các bạn có thể mua tất cả những loại quà tản nhiệt như là tản nhiệt sò lạnh cho điện thoại hay là tản nhiệt sò lạnh dành cho laptop với mức giá thơm hơn. Khi mà lấy cả hai mẫu Z18 và Z18 Pro ra thì chúng ta có thể thấy thiết kế bên ngoài khá giống nhau và nó giống khoảng 80%. Chúng ta đều có những đường thiết kế giống nhau hay là bốn quạt xung quanh cũng giống nhau và cái khu vực bảng điều khiển cũng giống nhau và cái khu vực để có thể đỡ những chiếc laptop cũng có thể gập lên gập xuống giống hệt như nhau nói chung là nó sử dụng chung một cái khung và một cái khuôn thiết kế bốn cái quạt xung quanh đều có tác dụng là quạt gió và làm mát cho những chiếc laptop khi mà các bạn để lên thế nhưng mà cái sự khác biệt nó sẽ đến từ cái khu vực ở giữa này với Z18 thì khu vực ở giữa nó sẽ có một cái quạt gió lớn để nó có thể tạo ra cái luồng gió thổi vào những chiếc laptop của các bạn trong quá trình sử dụng. Trong khi đó thì Z18 Pro khu vực ở giữa sẽ là một con tản nhiệt sò lạnh để có thể tạo ra một cái nhiệt độ thấp và truyền lên cái chiếc laptop mà các bạn để lên. Thế nên qua đây chúng ta có thể thấy hai cái đấy tản nhiệt này nó sẽ dành cho hai cái dòng laptop khác nhau. Thứ nhất đó là nếu như các bạn có những chiếc laptop gaming như thế này hay là với những chiếc laptop phổ thông mà có nhiều những cái khe hở ở phía bên dưới để có thể đón gió thì các bạn có thể sử dụng nó với cái chiếc Z18 bởi vì khi đó chúng ta để máy lên đây này cả những quạt xung quanh và cái quạt ở giữa nó sẽ thổi gió vào bên trong máy để giúp cho chiếc máy của chúng ta có một cái luồng gió mát tốt nhất và sau đó tản ra bên ngoài Trong khi đó với con Z18 Pro này nếu như các bạn sử dụng với những chiếc laptop gaming và có cái đáy ở phía bên dưới bằng nhựa và có nhiều khe như thế này á thì nó rất là vô nghĩa bởi vì khi đó nó sẽ chỉ nhận được gió từ những cái quạt xung quanh mà thôi còn với cái tản nhiệt sò lạnh ở giữa nó toát ra bao nhiêu nhiệt nó hạ được bao nhiêu nhiệt thì nó cũng chẳng chui được vào bên trong cái chiếc laptop của chúng ta nên điều đó là vô nghĩa với những chiếc laptop như thế này và với những chiếc laptop có mặt dưới bằng nhựa đó và sẽ chỉ có tác dụng khi mà các bạn sử dụng Z18 Pro với những chiếc laptop như là MacBook hay là với những chiếc laptop có cái đế bên dưới bằng kim loại mà thôi vì khi đó cái bề mặt kim loại sẽ được tiếp xúc trực tiếp với cái bề mặt của tạt nhiệt sò lạnh và nó sẽ đưa cái nhiệt độ đó tỏa vào bên trong giúp cho chiếc máy của chúng ta có thể hạ nhiệt một cách tốt hơn và đặc biệt nếu như cái dòng laptop của bạn lại là laptop sử dụng tản nhiệt thụ động á, tức là nó sẽ sử dụng cái bề mặt vỏ máy để tản nhiệt cho con chip ở bên trong thì khi mà đặt lên Z18 Pro á nó còn perfect hơn nữa. Thế nên rõ ràng hai con tản nhiệt này tuy là thiết kế giống nhau thế nhưng khi mà các bạn lựa chọn cho những chiếc laptop thì các bạn cũng nên để ý xem là laptop của bạn thiết kế như thế nào nhá đáy dưới bằng nhựa nhiều khe thì các bạn sử dụng Z18 còn đáy dưới bằng kim loại không có khe thì chúng ta sẽ sử dụng Z18 Pro. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành test một chút nhỉ để xem với con tải nhiệt sổ lạnh trang bị trên Z18 Pro này nó sẽ hạ được bao nhiêu nhiệt nhá. Sau khi đã cấp nguồn vào rồi thì mình sẽ đo trước cái bề mặt của nó. Hiện tại thì đang theo đúng nhiệt độ môi trường là 29 độ nhá. Mình sẽ bật cái mức nhiệt đầu tiên này cái tản nhiệt sò lạnh này á, cái con sò lạnh này nó sẽ có hai mức làm lạnh đến cho các bạn để chúng ta sẽ hạ theo từng cái nhu cầu. Ví dụ như các bạn sử dụng với những ứng dụng đồ họa nhẹ nhẹ một chút thì các bạn có thể để ở mức 1, còn nếu như các bạn làm hạc co thì các bạn sẽ để nó lên mức 2. Với cái mức 1 này thì cái nhiệt độ tối thiểu mà nó xuống được là ở khoảng 15 độ nha các bạn. Nãy giờ mình chờ khá lâu rồi thì nó vẫn sẽ nằm ở 15 là thấp nhất. À, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang mức 2 này bấm một lần nữa thì cái quạt gió ở phía bên dưới nó sẽ hoạt động mạnh hơn và các bạn sẽ thấy nhiệt độ nó đang tụt rất là nhanh với cái mức làm lạnh thứ hai á, thì chúng ta sẽ có là 6 độ C các bạn tức là nó giảm được khoảng tầm 23 độ so với nhiệt độ môi trường và như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái việc là chiếc laptop sẽ giữ được xung nhịp tốt nhất trong cái lúc mà các bạn làm việc hạc co rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm một vài những thứ khác nữa như là chúng ta sẽ có đây là cái quạt xung quanh này thì với quạt xung quanh các bạn sẽ có khoảng 5 mức gió Và để mức gió cao nhất ấy, thì nó cũng rất là êm nhé Nó không có tiếng hú quá là mạnh Và như vậy thì nó sẽ đảm bảo được Chúng ta cái độ yên tĩnh Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có thêm ở đây là đèn led xung quanh Để có thể mở cái đèn ambient Đó các bạn thấy chưa ạ Xung quanh Thế nhưng mà cái công tắc này thì nó sẽ chỉ có tác dụng là bật hoặc tắt đèn thôi Chứ nó sẽ không chuyển được qua nhiều chế độ nha các bạn và đối với cái mẫu tản nhiệt sử dụng quạt gió này cũng tương tự là như vậy. Chúng ta cấp nguồn vào này thì ở trên đây nó sẽ đơn giản hơn, đó là chúng ta sẽ chỉ có nút nguồn, bật nguồn lên, sau đó thì chuyển chỉnh các chế độ gió thôi. Chứ nó sẽ không có cái biểu tượng làm lạnh ở đây nhá, đơn giản bởi vì là ở trên đây chúng ta làm gì có sò so lạnh đâu. Và xung quanh thì tất nhiên nó cũng sẽ có cho các bạn là LED RGB để có thể tạo ra những hiệu ứng màu sắc nó đẹp mắt hơn. Ở cả trên Z18 và Z18 Pro thì chúng ta đều có cơ chế khá hay Đó là các bạn sẽ có mối khay mở rộng để có thể đặt điện thoại lên này Đấy, vừa sử dụng đế tản nhiệt, vừa có một cái chỗ để cắm xem thông báo điện thoại này Hay là các bạn cũng sẽ có thể tạo một cái góc cho cái chiếc tản nhiệt này bằng việc là nhấc nó lên Sau đó thì mở cái thanh sắt này ra Và như vậy thì chúng ta đã có được một cái góc để có thể nâng cái 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 cái, cái bàn phím của laptop và sau đó thì các bạn sẽ mở hai cái chấu giữ này ra Chúng ta sẽ để cái chiếc laptop lên Ngon lành luôn Đấy Và đây Gõ một cái góc bàn phím cũng khá ổn Và sau đó ở đây Thì sẽ cắm điện thoại Ngon lành Phía sau của Z18 và Z18 Pro thì đều có cổng cấp nguồn là cổng USB Type-C và các bạn lưu ý nhé, cái cổng cấp nguồn này các bạn nên cấp nguồn từ cục sạc vào trong đây Chứ đừng có cắm vào cái cổng USB của máy tính Bởi vì là khi mà hoạt động á, nó sẽ ăn dòng rất là cao Và có thể nó làm ảnh hưởng đến cái con chip quản lý nguồn USB của máy tính Nên chúng ta không nên cắm cái cổng USB-C này vào máy tính Cùng với đó khi mà chúng ta cấp nguồn của cục sạc vào đây á Thì nó sẽ chia ra làm hai cái cổng USB-A để các bạn có thể sạc cho điện thoại nữa Nên đây cũng là một cái mà mình thấy rất là tiện lợi đấy Tóm lại với đế tản nhiệt ở trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại và nó sẽ dành cho từng những cái phân khúc laptop và từng cái loại laptop khác nhau. Quan trọng một điều đấy là các bạn cần phải nắm được về cái chi tiết kỹ thuật của nó để lựa chọn sao cho đúng nhất với cái loại laptop mà các bạn đang sử dụng. Và mình tin rằng qua video này thì các bạn cũng đã có thể lựa chọn được một mẫu đế tản nhiệt dành cho chiếc laptop của các bạn rồi đúng không ạ? Và nếu các bạn có thích đừng quên ấn một like, share và subscribe YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.